Cái bó nha mọi người, quật tối là nó nằm nó ngủ không à. Đây mọi người, cá sắp chín rồi. Bây giờ thời gian mình chờ cá chín thì bắt đầu lấy dây em làm lồng nha. Em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em nha. Em xin kính chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành vui vẻ nha. Hiện tại em đang có mặt trên một cái hòn đảo cũng rất là lớn. Em đến đây để làm một cái thử thách sinh tồn 2 ngày 1 đêm lên đên trên biển nha. Và trong chuyến sinh tồn lần này em có đem theo những dụng cụ hỗ trợ như sau. Một cái gương lặn nha mọi người, một cái thanh đánh lửa và một con dao, một cái đèn pin, muối chấm nữa nha mọi người. Đây, dụng cụ hỗ trợ của em chỉ nằm vỏn vẹn ở trong cái túi này thôi. Đó mọi người, rồi đồ bận thôi. Em cũng xin được mời tất cả mọi người cùng em lên đên trên biển 36 giờ đồng hồ xem thử cảm giác nó như thế nào nha. Đi thôi mọi người. Lồm. Lõm luôn. Mạc nè. Coi thử còn dùng được hay không nha. Gắt rồi mọi người ơi. Nhộm luôn. Mình có thấy hai cái túi lưới tắt cái đống hầu rồi hết rồi. Coi thử có cái nào quyên thì mình nhặt. Tối nay mình đi có mình đi lặn mình đựng hải sản nha mọi người. Con tấm bạc ở trước nữa mọi người. Cái này mình phải lượm thật là nhiều đồ nha. Không là không đủ để hỗ trợ mình lên đên trên biển đâu mọi người. Gỗ gì đây? Mình hết. Ngon, dài quá. Đây em phát hiện ha, một miếng lưới thử còn nguyên không, còn nguyên không mình lấy mình làm lòng thả cá hay gì nha. Ngon này, cái vỏ tôm hùm này sao. Bên đây có cái thùng xốp nữa mọi người. Khi tối mình đi bắt hải sản mà đựng tấm bạc nữa nè. Ui, trộn với gai không. Ui,
đạt ngon. Ấy, em phát hiện có cái cây lớn quá. Ồ, cái cây này mà em chặt ra làm hai em có thể làm được hai cái bên bì nha mọi người, để mình vác cây nhỏ nhỏ kia lên. Nặng không biết, nặng quá. Wow, wow. Thôi để đây, tí tính sau. Thôi, em đã nhặt được tất cả là bao nhiêu đây nè. Bạc nè, lưới lan nữa nè. Có cái gì là em lượm hết nha. Cây, dán, xốp, thùng, lon. Cái này nữa nè. Rồi bây giờ em sẽ xuống dưới kia, em sẽ lấy dao em xuống dưới cái cây bự nãy để mà em chặt ra thử được nha mọi người, rồi em mới lôi nó lên trên này để mà làm một cái bè. Đây mọi người, bây giờ em sẽ chặt nó ra nha. Đây, cuối cùng thì em cũng hoàn thành đưa được hai cái cây này lên ngay vị trí của mình nha. Chặt xong cái cây rồi đưa lên tới đây nữa. À, gần 11 giờ luôn mọi người. Chắc bây giờ em để tạm đó, rồi em đi kiếm cái thứ gì đó để mà em lót dạ đỡ nha. Ăn xong xuôi thì em sẽ quay lại để mà em làm bì nha. Trời, sống quá mọi người ơi, kiếm nãy giờ mà không thấy cái gì ăn được á. Kiếm mấy cái trái dài này cũng không có luôn. Dễ bị đói quá mọi người ơi, mấy bụi gai này không có gì hết á. Để em vòng vòng lên trên núi coi thử có gì ăn được không. Ô, chỗ này trước kia có người đi biển đi vô có võng luôn nè mọi người. Còn lại một cái võng nè. Dây thì mục hết rồi, muốn nằm thì phải thay dây khác. Ô, hình như cái me mọi người, coi thử cái trái không, ăn tạm cũng được. Ô, có cái me bự quá nè, có trái luôn nè, có đồ ăn rồi mọi người ơi. Yeah,
đây mọi người. Đó, may quá. Ở đâu ở đây mà gặp được một cây me. Nếu không là không có gì ăn luôn á. Ở trong đây mát quá, ngồi để ăn luôn. Đi kiếm đồ ăn mà cả tiếng đồng hồ luôn mọi người. Đói lẻ người luôn. Tưởng đâu chắc là nhịn đói luôn rồi. May chui vô rừng rồi gặp được cái me. Nó ăn đỡ lót dạ. Xong ăn cho nó khỏe khỏe chút xíu rồi em ra em làm bè để tranh thủ tối mình có chỗ ở nha. Cắm muối. Trời ơi cái màu đây nè. Me chua á. Mời mọi người ăn cái me cho vui nha. Chua quá mọi người ơi. Ăn uống thì cũng để xong rồi mọi người. Bây giờ bắt đầu mình dựng bây giờ bắt đầu mình làm bè nha. Tại em để làm xong cái khung lều rồi nha. Một số kiểu giờ thì em sẽ lộn luôn. Bây giờ em phải đi kiếm xốp thêm nha mọi người. Chứ mấy cái cây này nó to vậy mà nó cũng khổ yếu lắm. Nhấn xuống cái là nó đụng nước luôn á. Cái đầu kia thì nó mạnh rồi. Lều chữ A nha. Hôm nay em sẽ ngủ trên cái lều này. Nhưng mà lên trên biển hoài luôn nha mọi người. Tìm thức ăn nước uống gì đó, đốt lửa gì trên bè này luôn nha. Thôi bây giờ em đi kiếm xốp. Em đã hoàn thành cái lều ngoài biển 80% rồi nha mọi người. Chiều luôn rồi. Mặt trời muốn xuống núi luôn rồi. Giờ em tranh thủ làm cho nó xong luôn. Để mai dư thời gian thì em sẽ làm một cái lồng cá thật là to để mình thả thử nha mọi người.
hôm nay thì mình làm liều để mình có một trú ẩn cái nè. Đây, căn liều của em đây đã hoàn thiện rồi nha mọi người. Vì cái lý do em đốt lửa ở ngoài bìa nên em không có che hết được nha. Che hết là đốt lên nó sẽ cháy cái bạc. Đây, cái chỗ đây là em dành riêng để em đốt lửa đây. Ok không mọi người? Yeah, quá là đẹp luôn, láng quá, cứ như là có nền gạch men vậy mọi người. Một mình mà ở như thế này thì quá là thoải mái rồi. Bây giờ em bỏ đồ đây, em sẽ vào để mà lấy củi nha. Lấy củi, mình lấy tất cả các dụng cụ gì mình cần dùng trong 2 ngày thì mình lấy ra hết, mình đỡ ngoài đây luôn. Chứ em không có vô bừa nữa nha. Thôi em đi lượm củi nha mọi người. Đây mọi người, em tìm thấy được một phiến đá san hô rất là lớn này. Em sẽ nhặt về để mình ra mình đốt lửa ở trên cái phiến đá này nha mọi người. Wow, nó bằng ngon đó chứ không là nó cháy cái tài của em luôn á. Bây giờ em mới vừa nhặt củi về, bây giờ em kiếm thanh tre em cạo bùi mùi rồi em lấy lửa cái rồi em đem nhóm lửa lên nha. Chắc em lấy lửa trong này chứ ở ngoài trại nó không đủ khoảng trống để mà lấy lửa mình quay lại được đâu mọi người. Thì em vừa sáng em lượm em cất đại hết luôn rồi mọi người ơi. Lượm đại mấy cái sơ dừa lỗ này. Em đã làm một cái bếp nhỏ nhỏ ở chỗ này để mà khi em lấy lửa cháy á, em cho nó cháy cái bếp này trước rồi em vừa ra ngoài tại nha mọi người. Này nó dễ cháy rồi mọi người, mà nó cũng dễ tắt luôn. Thôi quá. Hả? Cháy rồi mọi người. Em chặt cây bị củi đồ đầy đủ rồi. Chặt cây để mai mình làm lồng luôn á. Là bắt đầu tối nay em sẽ ở ngồi lều đó cho tới tối ngày mai. Không có vô bờ nữa nha mọi người. Ở ngoài đó tự kiếm thức ăn nước uống luôn. Rồi mọi người, em đã dời lửa ra
Để ngồi này rồi. Đồ đạc anh chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Lưới, cây làm lòng, củi, lon để mà lấy nước, nhặt được cái ly nữa nè, cái ly mì. Rồi bắt đầu từ đây em sẽ không vào trong bờ nữa nha mọi người. Xíu nữa nước nó càng cạn ra em đi lặn, em sẽ dắt cái bì, em sẽ dắt cái bì sơ ra ngoài này. Nhà đẹp quá. Trong lúc mà em chờ để mà sành sảnh mình đi lặn đồ ăn thì bây giờ thời gian bây giờ em sẽ tạo nước nha mọi người. Lại chiêu thức cũ nha mọi người, do ở ngoài bì đây mình không có lấy được bằng những cái cách khác đâu. Cách nào mà mình phải dùng thì cứ lấy. Rồi thế là em đã hoàn thành rồi nha. Rồi thế là em đã làm xong cái dụng cụ lấy nước nha mọi người. Chỉ chờ lửa chút xíu nữa nó bốc nó cháy lên nữa thôi. Bắt đầu bốc hơi lên rồi mọi người. Để đây rồi mình chuẩn bị đồ mình đi lặn xíu nữa về có thử nó có được ít nào không thì dùng đỡ cho trưa, giờ chưa có cái hộp nước nào hết. Đèn binh me nữa mọi người, trưa ăn còn tiếp. Rồi bây giờ chỉ chờ cho nó tối một xíu nữa là mình sẽ đi lặn nha. Bây giờ em sẽ dắt cái bì ra thêm nha mọi người. Rồi thằng đêm đi lặn luôn. Đói bụng quá rồi. Thank you.
Ai biết cá gì chỉ cho mẹ nha. Bếp lửa nó muốn tàn hết rồi mọi người. Em thổi lại cái rồi. Xong rồi em làm mấy con này em nướng. Đói bụng quá. Lặn về lạnh dữ. Bếp lửa rồi tàn nó chứ. Tối lại nó im bớt rồi. Chưa gì mà gió quá trời. Làm cái bì với cái lều ở ngoài nước này nó mệt gấp 3 lần làm lều ở trong mấy chân núi đó mọi người. Sống như mà vừa cột dây đầu này á, sống đập vô cái bung đầu kia ra.
rồi xỏ được hai sâu như thế này mọi người. Cầu mai, cá, cua. Sâu này thì cá không. Còn đây nha. Đây hầu hương, ốc đụng. Rồi, ốc với lại mấy hầu hương nó đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ bắt đầu em bỏ mấy cái sâu này lên, xếp than lại nè. Bỏ mấy cái sâu này lên nướng. Wow, khói quá. Thôi bây giờ cũng đói bụng quá rồi mọi người ơi. Giờ nó chín được con gì thì mình ăn con đó trước. Từ mấy kia ra chín sâu mình ăn sâu nha mọi người. Mời mọi người dùng trước một con hầu hương nướng nha. Mời tất cả mọi người. À, nướng nó khô luôn, đã quá. Muối me nha mọi người. Nãy mới gọt me bỏ vô, quên nêm chanh à. Thử nó có chua như vậy không. Thơm quá mọi người. Ăn uống cũng đã xong xuôi hết rồi mọi người. Bây giờ cũng chín mấy 10 giờ. Thôi em nằm em nghỉ xíu để mai mình dậy sớm. Mình bắt đầu làm lấy cái số cây này với lại mấy miếng lưới làm một cái lồng cá để mình thả nha. Hôm em rộng lại cái con cá này để sáng có ăn miếng rồi làm lòng. Mà rộng sao nước cạn nó chết luôn mọi người. Chết queo luôn. Cái mớ. Xong rồi mọi người. Đây, em lấy ruột của nó ra, em để trưa nay mình làm mồi mình nhử cá nha. Nó mới vừa hừng than nha mọi người. Em mới vừa bỏ con cá lên nè. Trời, bữa nay nó im quá luôn. Đây mọi người, cá sắp chín rồi. Bây giờ thời gian mình chờ cá chín thì em bắt đầu em lấy dây em làm lồng nha. Rồi mọi người, em đã làm xong một cái khung dưới nha. Cá thì chín rồi, bây giờ em để đây, mình ăn sáng đó nha mọi người. Thơm quá mọi người. Nóng. Em mời mọi người dùng miếng cá với em cho vui nha. Rồi mọi người, ăn sáng xong xuôi, bây giờ mình tiếp tục mình làm ở lòng nha mọi người.
Xong rồi mọi người, em đã hoàn thành được 90% cái lồng thả cá của mình rồi. Bây giờ em chỉ cần may mấy cái này vô nữa là xong hết nha. Rồi bắt đầu. Cuối cùng cũng xong cái lồng rồi mọi người. Đây, em cột cái dao lên xuống thử nó chìm, nếu mà nó không chịu chìm thì mình đì đá thêm nha. Được 3 hầu hương mọi người. Giờ em sẽ dùng cây củi này để mình chống ra ngoài cái cục phao kìa. Mình lần cái lờ đó nha. Giờ cũng tới rồi. Yeah. Có cá, có mấy con cá nè mọi người. Mấy con. Ồ, được 2 con cá bà giấy nè, cái bà nhám bự chưa. 2 con cá về lại sớm lặn được 2 con hầu, 3 con hầu hương nữa rồi. Đủ ăn rồi. Bự bự. Con này nó còn hơi bé xíu. Lộm luôn. Đi ra ngồi khơi luôn nha mọi người. Đi ra kia chừng nào mà cây trống tới nữa thì mình lấy dáng mình bơi. Em đã lên đên giữa biển rồi mọi người. Ở trong núi này là lúc đầu là em tới, bây giờ nó cũng cách xa bờ quá rồi. Bây giờ mình lên đên giữa biển như thế này, mình nướng đồ mình ăn trưa luôn nha. Hồi hương đồ hả rồi mọi người. Sắp có đồ ăn rồi đó. Ngon ngon. Đại dương bao la quá mọi người. Hiện tại thì mấy hải sản với mấy con cá nó còn để chín hết rồi mọi người. Giờ em xin mời mọi người dùng chung với em cho vui nha. Em xin mời hết tất cả mọi người ăn con hầu hương nha. Hầu hương nướng nè. Chắc quá. Ngon quá mọi người. Rồi trời thì cũng sắp tối rồi mọi người. Gần 6 giờ kém. Chắc em phải xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết video này nha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha mọi người. Bye bye mọi người.